Xin chào các anh chị và các bạn. Chào mừng đến kênh Nàng Mệnh Hỏa. Để tiếp tục chủ đề mỗi ngày một món ngon, hôm nay mình xin giới thiệu món đậu bắp và rau đay đỏ nấu canh cua. Một món ăn tuy đơn giản nhưng có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe. Do đó, đậu bắp luôn được ưu tiên lựa chọn trồng trong khu vườn của mình vì 5 lý do sau. Thứ nhất, ăn trái đậu bắp sẽ giúp kiểm soát cân nặng vì trong 100g đậu bắp chỉ chứa 100kcal và rất ít gluco nên kiểm soát được lượng calo đưa vào cơ thể. Và ngoài ra, trong 100g đậu bắp có chứa 3,2g protein. Đây là đạm thực vật dùng để thay thế cho đạm động vật như thịt, cá, nên ăn đậu bắp sẽ giảm cảm giác thèm ăn, từ đó kiểm soát được cân nặng. Thứ hai, phòng chống các bệnh về tim mạch. Vì trong trái đậu bắp có chất xơ hòa tan để hòa tan lượng cholesterol trong máu và đào thải ra ngoài, nên phòng ngừa được những bệnh về tim mạch và nguy cơ đột quỵ. Thứ ba, giúp xương chắc khỏe. Vì trong trái đậu bắp có phosphor, folate, canxi. Thứ tư, trị thiếu máu. Trong trái đậu bắp có sắt nên thích hợp cho những người bị thiếu máu. Cuối cùng, đây là loại thức ăn dành cho những người thường xuyên bị táo bón và bệnh trĩ. Vì trong trái đậu bắp có chất xơ không hòa tan giúp phân tạo khuôn dễ dàng. Và ngoài ra, trong trái đậu bắp có chất nhớt giúp đi vệ sinh dễ dàng hơn. Mình đã tổng hợp được 5 lợi ích mà trái đậu bắp mang lại cho sức khỏe con người, nên đậu bắp luôn là sự ưu tiên lựa chọn trồng trong khu vườn của mình. Sau đây là hai công dụng tốt cho sức khỏe của con người mà rau đay đỏ mang lại. Thứ nhất, tốt cho đường tiêu hóa. Vì trong rau đay đỏ có nhiều chất xơ và chất nhớt nên đi vệ sinh dễ dàng, không bị táo bón và ngăn ngừa bệnh trĩ. Thứ hai, có nhiều chất sắt. Trong 100g rau đay đỏ thì có 7mg sắt. Các bà mẹ mang thai có thể dùng 200-300g rau đay đỏ là đủ bổ sung lượng sắt cần thiết cho một ngày. Rau đay đỏ có nhiều sắt hơn rau đay trắng, do đó phù hợp cho những người bị bệnh thiếu máu. Rau đay mình trồng cũng đã tới lứa thu hoạch, bây giờ mình sẽ lên vườn để cắt. Sau khi thu hái xong, mình sẽ bổ sung vài nấm phân trùng quế để không lâu sau lại có lứa rau thứ hai cho mình thu hái. Khi hái rau đay, mình dùng kéo để cắt. Lưu ý cắt chừa vài mắt lá, để từ mắt lá đó sẽ mọc thành tược cho mình hái trong đợt tiếp theo. Rau đay rất dễ trồng, ít sâu bệnh, đỡ tốn công chăm sóc mà nhanh thu hoạch, nên đây là loại rau mình cũng thường trồng trong vườn nhà. Thường mình trồng bằng hạt, mà phương châm làm vườn của mình là làm càng đơn giản càng tốt, nên mình chỉ chọn trồng những cây dễ trồng dễ chăm. Hạt mình chỉ cần rắc trên đất mà không cần phải đào xới đất lên và phủ đất lên trên hạt giống. Sau khi thu hoái xong thì mình mới bổ sung phân cho cây. Hàng ngày thì mình chỉ đơn giản là tưới nước cho cây. Rất đơn giản nhưng lại có rau sạch để dùng trong bữa ăn hàng ngày. Sau khi cắt rau đay xong thì mình hái một ít bông bí và bông mướp để nấu canh cho ngọt. Tiếp tục mình sẽ cắt đậu bắp. Đậu bắp mình trồng hai loại xanh và đỏ đang xen nhau để trông đẹp mắt hơn. Đậu bắp đỏ, cây sinh trưởng, phát triển và cho năng suất cao hơn đậu bắp xanh. Trồng cùng một thời điểm mà đậu bắp đỏ ra hoa và cho trái trước đậu bắp xanh. Trái của đậu bắp đỏ cũng to hơn đậu bắp xanh. Trên một cây đậu bắp đỏ cũng cho nhiều trái hơn đậu bắp xanh. Do đó thường mình trồng đậu bắp đỏ nhiều hơn đậu bắp xanh để có trái cho mình thu hái hàng ngày chế biến thành các món ăn. Sau khi thu hoạch đủ nguyên liệu thì mình vào nhà để nấu canh đậu bắp và rau đay đỏ cùng cua đồng. Đầu tiên, cho nước vào cua đồng xay. Sau đó dùng muỗng để khuấy thịt cua lên. Kế tiếp,
sẽ đổ qua ray để lọc lấy nước. Rồi đổ nước vào và tiếp tục lọc cho đến khi nào như thế này là xong. Sau khi lọc cua xong thì mình cho lên bếp để nấu. Kế đến dùng muỗng lấy gạch cua cho ra chén. Tiếp tục mình sẽ cắt đậu bắp. Kế đến sẽ cắt rau đay đỏ. Khi nồi nước cua chuẩn bị sôi thì mình dùng vá để khuấy nhẹ, không thôi thịt cua sẽ bám dưới đáy nồi và làm khét nồi. Kế tiếp sẽ cho đậu bắp vào. Đậu bắp đỏ khi nấu sẽ chuyển thành màu trắng, còn đậu bắp xanh thì vẫn giữ nguyên cái màu xanh đặc trưng. Trong lúc nấu đậu bắp thì lấy hành lá để cắt phần gốc cho luôn vào nồi canh, còn lá hành sắc nhuyễn để dành nêm sau cùng. Trong lúc nấu thì mình cần dùng vá để vớt bọt thường xuyên. Nấu đậu bắp tầm khoảng 5 phút thì cho rau đay vào. Tiếp tục nêm một ít muối, một ít hạt nêm và cuối cùng là gạch cua. Trộn đều. Để sôi lại thì mình tắt bếp. Bây giờ múc canh ra tô. Cuối cùng rắc một ít tiêu, hành lá và thưởng thức. Một món ăn rất gần gũi với người dân Việt Nam mình, nhưng có 5 công dụng tốt cho sức khỏe. Do đó, chúng ta nên đưa nó vào thực đơn nấu ăn hàng tuần của mình. Tạm biệt các anh chị và các bạn. Hẹn gặp lại trong tập tiếp theo của chủ đề Mỗi ngày một món ngon.